kinh nghiệm tự chụp ảnh cưới đẹp. Hiện nay, khi công nghệ ngày càng hiện đại thì việc chụp ảnh đã không còn quá khó khăn. Nếu việc chụp ảnh với các nhiếp ảnh gia khiến các cặp đôi cảm thấy khá gò bó, nghiêm túc, mất tự nhiên, thì việc tự chụp ảnh cưới sẽ là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, lựa chọn phong cách chụp hình này, bạn phải chuẩn bị mọi thứ. Để không gặp khó khăn khi thực hiện bộ ảnh cưới của riêng mình, hãy tham khảo một số kinh nghiệm tự chụp ảnh cưới dưới đây. 1. Lưu ý về trang phục khi tự chụp hình cưới. Sự đơn giản là điều hướng tới của xu hướng này. Để tránh gây khó khăn khi sử dụng, đôi bạn nên sử dụng những trang phục đơn giản, tránh cầu kỳ gây cản trở khi di chuyển hay chụp hình. Áo vest, váy ngắn, sơ mi sẽ là những sự lựa chọn lý tưởng cho bạn và người ấy. Hay những bộ áo đôi, những trang phục hàng ngày cũng sẽ tạo nên những điểm nhấn khác biệt cho album ảnh cưới của bạn. 2. Lưu ý về trang điểm khi tự chụp ảnh cưới. Đây là một trong những kinh nghiệm tự chụp ảnh cưới đặc biệt quan trọng. Make up sẽ giúp các cô dâu được tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn trong từng khung hình. Điều này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các cô dâu, nhất là những người chưa từng make up. Đặc biệt, khi chụp ảnh cả ngày, lớp trang điểm sẽ không thể giữ được. Do đó, dù tự chụp ảnh cưới, bạn cũng nên thuê một chuyên gia trang điểm để giữ được nét rạng ngời trong những bức hình. 3. Nhiếp ảnh gia. Có thể nói cô dâu chú rể là cái hồn của khung hình cưới thì nhiếp ảnh gia là người giúp cho cái hồn ấy được thăng hoa. Bạn nên chọn người đã có kinh nghiệm chụp hình, biết lựa chọn góc độ cũng như độ sáng phù hợp. Bạn có thể tham khảo lời khuyên của gia đình, bạn bè để có sự lựa chọn phù hợp nhất. 4. Đồ dùng mang theo khi tự chụp hình cưới. Kinh nghiệm cho các cặp đôi khi tự chụp hình cưới là hãy nhớ mang những dụng cụ cần thiết để tránh ảnh hưởng đến chất lượng chụp hình. Phụ kiện cô dâu, nước, khăn giấy, thuốc đau đầu sẽ là những vật dụng không thể thiếu khi chụp hình.